Tình cào lại. Vâng, đúng chị ạ. Càng cá nhân. Mỗi cá nhân. Xong bảo cái Hà lên đây là nói. Chị Hà ơi. Mình đăng live mà mày gọi. Hello mọi người nha. Chị vừa làm vừa dạy vừa nói làm sao đó. Cái môi này làm xong thì sẽ giống như không làm luôn. Nó sẽ khi mà mọi người đi đúng lực nhá, thứ nhất là cái tay giãn của mình ấy, mình không giãn căng quá, và cái máy của mình sẽ nâng lên để không bị nặng cái lực tay của mình xuống, thì môi khách hàng nó sẽ không bị sưng. Thì sao mọi người thấy chị làm là hầu như môi nó không sưng. Và ví dụ như Trang biết vì sao môi trên của Trang sưng không? Do cách căng và cái lực tay của mình nó hơi mạnh, căng nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn phải có đủ độ phẳng. Đi là phải nghe được cái tiếng. Hôm chị bảo trước chị làm mấy cơ sở khác sưng như thị lở thôi chị ạ. Lần này làm một không sưng ạ, mà mỗi môi trên nó hơi sưng hơi nề một tí. Là cơ địa khác đúng không? Cả cái môi trên của chị to hơn một chút. Khi mà em quay ấy, em phải quay dốc từ trên này dốc xuống, nhưng em quay em lại để ngang hoặc để dưới dốc lên, nhìn nó rất là sưng. Cho nên cái nhưng mà nhìn góc đấy đẹp thì nhìn cả cái môi, nhưng mà nhìn trông nó lại sưng. Em cũng quay đủ các kiểu đấy. Lát nữa xong cái môi này sẽ dạy chụp ảnh quay video. Nếu của chị cái chai giống như này mà màu đỏ với, để chị đi lòng môi nhé. Mọi người thấy dễ không? Dễ đúng không? Thì cứ này cứ thấy dễ đi đã. Rồi tính tiếp. Đúng rồi cưng. Ví dụ môi người ta có những cái nếp nhăn này này, nếp nhăn ngang ấy, mình sẽ phải giãn nó ra này, đặt nó ra. Đó, có những cái nếp nhăn ngang như vậy. Đó, làm như này một cái môi chỉ khoảng 30-40 phút thôi là xong đúng không? Không sưng, không tổn thương thế nào luôn. Mình có thể đi môi dưới trước, nền trước, nền cam trước, xong lát mình nhấn lòng môi cả hai môi cũng được. Đúng. Căng này, bên này này, dùng ngón tay cho vào trong lòng này, đẩy lên này. Đó, cứ đẩy mực thôi, không nhấc kim. Cũng đừng hời hợt. Đừng hời hợt quá. Nếu mà các bạn với những cái môi mà nó không rõ viền môi và các bạn không căn được viền môi ấy, thì chúng ta nên đi viền trước nhé. Đấy, làm môi như này là về quảng cáo mạnh luôn. Màu xinh nhỉ, công nhận màu cam nên đẹp thật. Giạt rồi, đầy mực rồi. Màu tan thì mực sửa.
Nối mấy cú máy mới. Nối mấy cú máy mới. Nửa cú nửa mới. Đè lên. Nếu mà mọi người đi quen thì chúng ta mới được xử lý thân bằng máy pen. Còn không thì mình vẫn phải đi bằng kim một kia. Cái môi lát được chụp ảnh lên là siêu xinh luôn đấy. Đăng, bắt đầu đăng quảng cáo dần đi. Có nhiều bạn khôn lắm, các bạn ấy nhắn tin cho mình và cô cho em xin ít ảnh em đăng quảng cáo. Đăng chào tôi chào tội gì mà không đăng ảnh đẹp cả. Đừng nghĩ rằng phải là tác phẩm của mình thì mình mới đăng. Đợi bao giờ mà cũng có tác phẩm mình đến bao giờ. Bình viền này thì hơi nghiêng máy nhá. À quên, hơi nghiêng kim. Hơi nghiêng này nhìn không? Ai bảo đứng đấy mà nhìn được. Đây, bình thường là như này đúng không? Bây giờ là nghiêng này để cho cái tiết diện nó bé thôi. Để mình ôm viền. Cứ các bạn đi mà nghe tiếng đẩy kim ấy thì là các bạn đi đúng, còn không nghe tiếng đẩy kim thì xoay lại và chỉnh lại. Đến khi nào có tiếng đẩy kim thì là các bạn đi mới đúng đấy. Trang đợi vừa về làm pen hay làm kim một đấy? Đầu tiên đi kim một xong đi kim pen. Tại vì của chị là môi xỉn cũ rồi. Mà lại không có dung dịch nên từ nãy đến giờ làm là mới hết một cái bông, gần xong cái môi hết một cái bông nha các tình yêu nha. Nếu bạn nào mà lau nhiều thay bông nhiều là các bạn lại đi sai đó, cho nên là lưu ý cái vấn đề mà chúng ta lau lia, đừng có lau lia nhiều quá. Khoán cho bằng thực ra là mỗi bạn cắt ấy, chị chỉ cho các bạn cắt ba cái dọc ấy thành 9 cái lát đấy, xong từ cái lát đấy các bạn xé ra làm mấy cái đấy, đấy trong vòng cái đấy là bao gồm cả lau mặt đấy nhá, lau xong xuôi ấy. Ôm viền là mình sẽ nghiêng đi, trường hợp này nếu mà bạn nào phải quen thì mới được ôm viền như này, còn nếu không thì chúng ta sẽ phải lấy kim một để chúng ta ôm viền nhá. À, đi nhiều lớp chứ đừng đi một lớp xong luôn nha. Đi một lớp xong luôn nó rất dễ bị bệt. Quay những cái video, lát nữa mình quay những cái video đẹp xong mình đăng lên thước phim, đăng lên TikTok, đăng vào Zalo, Facebook để cho mọi người biết mình làm nghề.
Vì vậy làm chắc gì được nửa tiếng, đúng không? Giờ miếng lòng nhé. Miếng lòng thế là xong. Thao, Thao biết tiếng, à, biết thời gian mà đúng không? Dạ. Biết làm từ lúc mấy giờ? Từ lúc lúc bé bắt đầu nổi tê xong chùi đi chắc là tầm 3 giờ. Ấn cô mới đi được tầm giờ lắm, tầm 20 phút của ạ. 20 phút, mất 5 phút hướng dẫn các kiểu ban đầu. Gọi cho 15 phút đánh. Đó. Bây giờ vào màu nhá. Vào màu lòng môi trên. Đừng bao giờ phi ra cái chỗ mép này nhá. Vạch lòng môi lên này. Đấy nhỉ. Gạt đây. Vẫn kỹ thuật như vậy. Hoặc có thể chéo như này. Chéo như này. Có hai cách nhá. Hoặc như này. Hay như này. Nếu mà nó trùng là phải căng gần nó vào. Sáng nay bạn nào mà làm nách rồi là sẽ cảm nhận được cái cách đi dễ. Không biết đúng không? Lau sạch đi chị. Tôi đang làm bắt tao lau sạch. Bình tĩnh à. Làm như này là quá sạch rồi đấy. Căng ra giãn ra để mình kiểm tra màu nhá. Đây. Ổ điện, ổ điện, ổ điện. Đúng, giống như kiểu bị đuôi nhỉ. Tia ấn rồi tắt đèn ngô tất tố nàng này nàng sợ đậm. Giờ em nhìn môi ai đậm đấy em sợ. Thế nhẹ nhàng như môi bé. Đó lý do vì sao chị không phông môi lại đấy. Như kiểu chị không thâm môi. Sưng sao đấy.
Làm như thế này có động lực để yêu môi hơn đúng không? Đau đầu nhất là mày đúng không? Mày vẽ dáng. Mày vẽ dáng thì tôi cũng thích. Mày em dám mê mày. Mày cũng mày làm cũng nhanh hơn thôi. Em còn nhanh hơn đây đây cả đấy chị ạ. Em thấy rồi. Đi trên bì lợn, da lợn ở trên người ta phải có. Đúng rồi, học cái giá. Ngày xưa chị học toàn học da lợn chứ làm gì có da giả. Ai có câu hỏi gì cứ hỏi nhá. Một lớp á. Đồ chị tím mực quá cưng à, chai đỏ. Được 30 phút. Nhẹ quá cũng không được mà mạnh quá cũng không được, mọi người phải nâng cái máy lên, vẫn phải đều lực, gạt đều lực ở trên trên môi, giữ cái máy thật chắc và lướt đều, cảm nhận cái kim ở trên môi của khách, cảm nhận cái lực tay của mình đi xuống, chứ không phải là mình cái máy xuống. Nhìn cái môi, lòng môi nhé, nhìn này lòng môi này, bẻ ra này, gạt sâu vào. Chị không cần đi làm môi đâu. Không được, phải đi. Nó hở ra nhìn nó không thế đẹp. Thế thì vâng, thế thì làm gì có màu chị. Chứ cái môi của chị đều đã có mỗi viền có lòng thì có. Bình thường nó đi đều cả thì cũng có lòng nó cũng nhạt thôi. Trên môi chị đẹp à? Sẽ nhẹ tay hơn chút. Cái live stream quay nó phải như vậy sao? Hình ảnh phải đẹp thì cũng quay lên em ạ. Chị bảo em bao lần rồi. Không, chị không nói em đâu. Cái một đứa chị nó đang ở trong tầm ngắm soi của chị hay soi nó. Chị là rất hay soi học viên của mình, đăng cái gì, viết cái gì lên mạng. Không được phát comment, ta bắt xóa luôn. Khách nằm im hưởng thụ. Khách này còn đòi làm không tê. Và thôi ngủ tê một tí đi. Quan trọng nhất là khách rất là dễ chịu. Khách rất là sướng, thợ cũng rất là sướng. Cơ bản là các bạn vẫn phải qua những cái bài từ kim 1 đến kim 3 thì các bạn mới được lên bài này. Sợi bằng cái ngoài kia, à cái đầu kia. Không có nhiều người sẽ đi sợi kim dẹt nhưng mà nó là kim 1 hàng. Đây là kim 2 hàng. Nhiều kim ấy, 11 kim ấy.
tuyển mẫu đi nhá, đăng những cái môi đẹp vào để tuyển mẫu đi. Ta kèm cho. Bạn nào chưa có máy cho mượn máy mua kim là được rồi. Bạn làm khách. Cô kèm gì á? Lá gì á? Cô kèm cho em với ai? Lên Thảo. Lên đây. Xinh không? Xinh nhỉ? Đứa nào muốn làm môi làm luôn ra nào. Làm mẫu chị kèm cho một đứa làm cho nào. Làm cho 50-50. Đây. Không làm môi không cho tốt nghiệp. Thợ phun xăm mà môi cầm xì. Chơi thân với nhau, đè nhau ra mà hy sinh cho nhau đi. Tao làm cho mày, mày làm cho tao. Đấy, nó phải như thế. Sai đâu cô Trang sửa. Chịu trách nhiệm và bảo hành. Ngô Xu. Nãy đen cô đi dùng được cho chảy hoa môi luôn hả cô gái? Đúng rồi. Chảy hoa môi. Nách. Nhũ. Làm môi đi thì... Vũ Linh là ai vậy cô? Đang bịt mồm mới bắt mở. Cô gái thì con gái. Cô giáo con gái á? Ừ. Bảo cô giáo nghe luôn à? Gọi lại luôn à? Alo? Từ từ chị ơi. Alo? Mạng kém kìa. Ui là trời. Alo? Vâng chị ơi. Chị Linh à? Khách vừa làm xong nói chuyện một mình. Đấy là mặt khách sạch sẽ, tinh tươm. Vâng, chị Linh ạ. À? Vâng. Chị gọi cô y tế xuống thì cô bảo cũng không phải đau bụng thừa. Vâng, vâng. Tại đau bên phải. Vâng, vâng, vâng ạ. Nhưng mà vẫn chưa tỉnh lắm. Con này hệ đau bụng lắm này, cho đi khám như thế nào. Mà đây mà vẫn đau bên phải nhé. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Cho xong rồi. Chờ thi kiểm tra kỹ lắm. Đấy, cái lòng môi chúng ta đi sâu vào nhé. Cần ngắn nhờ. Làm được không? Được. Đã xong rồi. Đang ra nhìn thì chỗ nào trống trống hơn nhé. Thì chúng ta đi vào.
mắt. Mép này. Cẩn thận ông Phi ra chỗ mép này nha. Chỗ mép này là rất hay bận Phi ra này, quá tay ấy. Thành lem mép ấy. Lau ít thôi em, nhưng mà cần mới lau thôi em, đừng lau nhiều quá. Cái mực Hàn Quốc này nó nhiều dưỡng em ạ, cho nên nó không bị khô. Còn những cái mực dòng mực siêu bán thì nó sẽ hơi khô, mình lau nó hơi khó. Nhấn lại lòng môi phát nữa, cho xinh. Đó, mình sẽ lướt sơ lại một lượt nữa là xong. Ba mươi đến 40 phút một cái môi, kiếm tiền ngon nhỉ. Người làm ba môi cần làm 6 ngày. Quan trọng ba môi ở đâu không ai nói. Xong lát đội này ở dưới này bắt cặp để học vẽ luôn nhá. Chị kiểm tra và chị dạy vẽ luôn lại. Những bạn nào chưa biết vẽ thì dạy luôn. Và kiểm tra lại kiến thức. Này ta sát sao cái đội thực hành này. Đúng là người nhà mình ra mình cứ mân mê chứ nhưng khẽ không chắc xong rồi. Cứ thích mân mê. Ok. Rồi, cho chị mượn cái chai bọt để chị lau mặt cho khách với Trang ơi, đằng sau ấy. Cho chị xin chai Digicon với này. Mấy nano bạc. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cái bọt này các bạn chỉ lau vệ sinh cho khách thôi nhé, chỉ lau vệ sinh cho khách thôi, không nên không sử dụng cho môi nhé, không thích lau môi. Sau đó mình xịt khuẩn này, xịt khuẩn sau đó mình chuẩn bị cầm sẵn một cái miếng bông, mình xịt khuẩn nhé. Nó sẽ diệt toàn bộ vi khuẩn nấm trong vòng 30 giây. Đó, chúng ta sẽ để ở đây. Để một chút để cho nó diệt vi khuẩn. 65 triệu. 65 triệu mà nó bảo rẻ. Giờ phải nghĩ đến tiền tỷ không ạ? Đấy, chuẩn bị bắt đầu học chụp hình nha, chuẩn bị hết máy máy quay camera caramel các kiểu đó rồi. Có ngay. Học livestream luôn nhá. Ai thích chị dạy luôn livestream nào. Trang livestream luôn nhá. Ok. Đúng rồi. Từng người livestream và chụp hình nha. Mẫu vườn nhà mình mà. Có hộ gì đâu không? Không, nhắn tin một cô đó.
Con đấy hay kêu đau bụng lắm, hôm nào lại phải cho đi khám. Chắc là tiêu hóa, đường tiêu hóa. Chắc là men tiêu hóa. Rất là kêu đau bụng. Sao chị xin tiêu nano bạc vậy? Nano bạc. Ca môi vừa dứt kim. Một cái tip này là 145.000 mà dùng được cho 100 khách. Chắc phải hơn. Từ từ. Đoạn khoảnh khắc đẹp nhất cho mọi người nhìn đã. Em chờ chứ. Để chị cho mọi người xem đã. Cận cảnh đã. Sorry cả nhà. Đây đâu mọi người. Đây. Thả lỏng môi ra cưng này. Đúng rồi, hờ hững tí nào. Cho. Em quay ngang à? Vâng. Quay ngang cho nó dựa. À, các bạn cùng nhìn nhé. Trông nó không được đẹp như ở ngoài ta. Đây là ca môi kim máy kim pen nhá mọi người nhá. Đây là kim 15. Đi trong vòng 30 phút. Đó, mọi người cùng nhìn lòng môi này. Các bạn cùng nhìn lòng môi nhé. Lòng môi siêu mịn luôn. Đó. Khách cười phát sinh à? Cười đi xem nào. Cười hở cái răng. Đó. À, môi này mình ủ tê kem 15 phút à? Đúng nhỉ? Ủ tê kem 15 phút. Đó, làm khoảng tầm 30 phút, 35 phút gì đấy. Cả xử lý nền, cả nhấn lòng. Hello Lê Hải nhé, kim pen 15. Những bạn nào là học viên cũ của Eva Sinh muốn học kim pen 15 thì lên học viện nhé. Dẫn được theo một mẫu lên thì càng tốt. Để chúng ta học và thực hành luôn. Đó, rất là mềm, rất là mịn luôn. Mềm mịn, nhẹ nhàng, tình cảm. Rồi. Đó, các bạn cập nhật công nghệ này thì inbox nha. Ok, tạm biệt cả nhà. Này, chào em.